SCB tăng lãi suất khi người dân ồ ạt tới rút tiền sáng ngày 8 tháng 10. Sáng ngày 8 tháng 10, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền đồng khoảng 1% một năm và chi trả tiền cho khách hàng bình thường dù lượng khách đông hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 8 tháng 10, lượng khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng tăng hơn so với trước ở cả trụ sở chính của ngân hàng và một số chi nhánh. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chi trả cho khách bình thường. Trong đó có một số khách hàng đến gửi tiền và tái tục sổ đang gửi. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi. Theo Ngân hàng Nhà nước, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về SCB dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ theo dõi sát tình hình để ngân hàng hoạt động bình thường và có giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, giữ vững ổn định của SCB nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.